Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Mina. Hôm nay thì Mina sẽ đưa cả nhà qua Thổ Nhĩ Kỳ chơi nha. Hôm nay Mina xin chia sẻ với cả nhà công thức làm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Không cần nhồi bột, không cần lò nướng mà bánh vẫn mềm, vẫn xốp, vẫn nở như thế này đây cả nhà ơi. Thấy hấp dẫn không? Bây giờ thì Mina mời cả nhà cùng vào bếp với Mina để làm món này nha. Đầu tiên là mình cần 310ml nước ấm. Nước ấm thôi nha cả nhà. Nước nóng quá thì men nó sẽ chết nha cả nhà. Một muỗng canh đường. Một muỗng cà phê men khô. Rồi mình dùng một cái muỗng lớn đó cả nhà. Mình quậy ba cái nguyên liệu này nó đều với nhau. Tiếp đến là mình đã cho 400g bột mì. Bột mì này là bột mì đa dụng nha cả nhà. Nửa muỗng cà phê muối, Mina cho vào cái tô men đó. Sau đó thì Mina sẽ trộn nó đều lên. Mina dùng một cái muỗng lớn, Mina trộn đến khi nào mà mình không còn thấy bột khô nữa là được nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ tém gọn cái tô bột mình lại. Mình lấy cái màng bao thực phẩm đó cả nhà, mình đẩy cái tô bột lại. Rồi mình để cho bột nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình thấy là bột nó cũng nở lên chút xíu rồi đúng không cả nhà? Bây giờ thì mình sẽ kéo bột và gấp bột nha cả nhà. Mina sẽ kéo và gấp bột trong vòng 5 phút. Mà lúc mà mình kéo mình gấp bột á, mình cũng nên để cái tô nước ấm ấm kế bên đó cả nhà. Rồi mình nhúng mấy ngón tay của mình vô trong nước rồi mình kéo rồi mình gấp bột. Thì như vậy thì bột nó sẽ không có dính vô tay mình. Tại vì lúc này bột nó cũng còn ướt lắm. Nó không dính vô tay mình sẽ dễ làm hơn nha cả nhà. Sau khi Mina gấp bột 5 phút đó cả nhà, thì Mina cũng tém gọn cái tô bột lại, rồi Mina cũng đậy lại và để cho bột nghỉ thêm lần cuối 45 phút. Cả nhà ơi, sau 45 phút thì nó nở được như thế này đây. Cái công thức này thì bột nó còn ướt nha cả nhà. Cái công thức bột này á, nó còn ướt. Nên trước khi mình đổ bột ra bàn thì mình cũng nên rắc bột mì nó lên trước nha. Rồi mình đổ bột lên. Rồi cái mình rắc thêm cái phần bột mì lên trên mặt nữa. Rồi tiếp đến á, thì Mina sẽ chia cái cục bột này ra làm 6 phần bằng nhau. Thì cũng như mọi lần đó cả nhà, mỗi lần mà Mina chia bột xong là Mina vo tròn từng phần một lại. Mina thấy là Mina vo tròn lại thì khi mà mình cán bột á, có dễ hơn. Cả nhà thấy bột nó còn ướt không? Đó. Thì lúc mà mình tém bột, mình vo tròn bột lại nó còn dính với ngón tay của mình đó cả nhà. Thì cả nhà cũng nên thấm nước hoặc là mình coi bột cho tay mình đó cả nhà. Sau khi mà mình vo tròn từng phần một lại rồi đó cả nhà, thì Mina sẽ lấy cái cục bột đầu tiên lúc mà Mina vo tròn đó, rồi Mina sẽ ấn. Mina không dùng cây cán bột nha cả nhà, mà Mina dùng tay Mina ấn, Mina mở rộng cái cục bột này ra. Đường kính của nó khoảng là 8cm đó cả nhà. Mình cũng không nên mở rộng hay là cán mỏng cái cục bột của mình quá. Mình cán mỏng quá thì khi mình nướng lên nó sẽ không có xốp đó cả nhà. Tại sau khi Mina cán xong thì Mina cũng đem lên tay của Mina lắc qua lắc lại vài lần cho bột khô nó rớt ra ngoài đó cả nhà. Rồi Mina sẽ cho vào chảo để nướng. Mà cái chảo này cả nhà biết không, Mina để ở nhiệt độ là trung bình. Cái bếp của Mina là nó có 9 cái độ lửa. Thì Mina để độ lửa thứ 4. Cả nhà thấy là lúc này bánh mì nó bắt đầu nó nở từ từ lên nè, cả nhà thấy không? Cái một cái bánh mì như thế này thì Mina chiên nó tầm 6 phút. Thì cứ mỗi 1 phút như vậy thì Mina lật, mình trở bánh một lần. Mình trở để cho nó chín đều đó cả nhà. Nếu mình không trở thì nó chỉ chín một mặt, thì mặt bên kia nó không được chín. Hoặc là mình nướng bánh ở độ lửa cao quá thì bánh của mình nó chín bên ngoài, nhưng mà bên trong á, khi mình chẻ ra thì nó chưa có chín á. Cái nó nghe cái mùi men lắm, ăn không có ngon. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nghe cả nhà, mình
làm không có lò nướng á, thì mình nướng bằng chảo thì nó hơi lâu tí xíu thôi, nhưng mà cũng đáng lắm cả nhà ơi, tại vì khi mà mình nướng xong mình ra bánh mì ăn ngon lắm luôn á. Đây cả nhà, Mina đã nướng xong 6 cái bánh mì rồi nè. Bây giờ thì Mina sẽ cắt ra cho cả nhà xem bên trong nha. Nó vẫn nở, vẫn mềm, vẫn sốt. Nó ngon không kém gì là cái bánh mì mình nướng lò hết cả nhà ơi. Hấp dẫn chưa cả nhà? Cả nhà ơi, ai coi video mà thích thì nhớ cho Mina một like, một đăng ký nha. Sẵn đó thì cả nhà nhấn luôn cái chuông kế bên á, để khi mà mình ra video á thì YouTube nó sẽ báo tới cả nhà ha. Một tuần thì mình ra video 2 lần, thứ tư và chủ nhật. Thời gian ra video chờ là 9 giờ rưỡi tối ở Việt Nam nha cả nhà, là 3 giờ rưỡi chiều ở châu Âu. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của Mina, và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Bye bye!